Vâng, xin được kính chào toàn thể các quý vị và các bạn. Lại tiếp tục quay trở lại với kênh của Vượng Hạnh TV. Lần đầu tiên cho phép Vượng Hạnh xin được gửi lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất tới toàn thể quý ông bà, cô bác, anh chị. Xin được kính chúc cho tất cả mọi người có một sức khỏe thật là dồi dào, hạnh phúc và đặc biệt là luôn được bình an, may mắn và thành công trong cuộc sống. Thì đến với video ngày hôm nay, tiếp tục thì Vượng Hạnh TV lại cập nhật một số cái thông tin liên quan tới đàn gà con, liên quan tới Mạnh Quỳnh cũng như ekip quản lý. Kính thưa các quý vị, thì những clip trước Vượng Hạnh TV cũng đã đăng tải những cái thông tin liên quan tới cái show ngày 14 tháng 2, ngày lễ tình nhân tới đây. Thì tất cả mọi người cũng đã ủng hộ cho Trường Sang, cho bé Tuyết Nhung rất là nhiều. Thì mới đây thì Tuyết Nhung cũng đăng tải một số cái dòng trạng thái lên cái trang cá nhân của mình. Thì em ấy cũng đã gửi tạm những cái ca khúc mà em ấy có trích đoạn một đoạn để gửi tặng tới toàn thể quý vị, gửi tặng tất cả chúng ta về cái vấn đề cái bài hát này, để cho tất cả chúng ta nghe qua cái bài hát này để chúng ta có thể tham khảo. Vì bé Tuyết Nhung đã thông báo lên cái trang của mình cách đây mấy giờ đồng hồ, thưa mọi người. Em ấy có đăng tải như sau: gửi cả nhà một đoạn ngắn của đứa con tinh thần của bé Nhung, ca khúc ba Mạnh Quỳnh đã viết riêng tặng em, trả lại tình anh sẽ được phát hành vào ngày 14 tháng 2 lúc 20 giờ trên kênh YouTube Phạm Tuyết Nhung Singer. Em đã gắn link ở phía dưới rồi ạ. Đặc biệt album ba ca khúc gồm ba sáng tác của ba Mạnh Quỳnh sẽ được công chiếu 3 ngày, đó là ngày 14, ngày 15 và ngày 16 tháng 2 ạ. Mong cả nhà hãy đón nhận ba ca khúc này, hi hi. Thì Tuyết Nhung cũng có gắn cái link ở bên dưới cái bài viết này. Mọi người có thể vào cái link này hoặc vào YouTube đánh chữ là Phạm Tuyết Nhung Singer thì sẽ ra cái trang YouTube của em ấy, thưa mọi người, để chúng ta có thể vào xem cũng như là ủng hộ cho bé Tuyết Nhung. Ngay sau khi em Tuyết Nhung đăng tải thì cũng đã nhận được rất là nhiều cái sự quan tâm, sự ủng hộ của quý ông bà, cô bác, anh chị trong và ngoài nước cũng đã vào bình luận và để cùng nhau chia sẻ cũng như là ủng hộ cho bé Tuyết Nhung rất là nhiều. Thì cái điều này thật sự là Tuyết Nhung cũng đã đăng tải rằng là em rất là mừng khi mà nhận được sự ủng hộ, sự quan tâm, chia sẻ của quý ông bà, cô bác, anh chị trong và ngoài nước đã quan tâm cũng như là vào để bình luận và chia sẻ những bài này cho bé Tuyết Nhung. Thì ngay sau khi Tuyết Nhung đăng tải thì nhận được lại rất là nhiều những cái sự quan tâm đến từ quý vị khán giả. Nghe điệu nhạc là biết nhạc của Mạnh Quỳnh sáng tác, liền hay lắm em, ngọt ngào quá con ơi, hay quá em gái, hóng nghe chọn ba ca khúc của ba Mạnh Quỳnh nè. Đó là những cái bình luận. Hay quá con ơi, con đã hát rất là thành công tốt đẹp. Bài mà ba Mạnh Quỳnh sáng tác, chúc mừng con nhé. Đó là những cái bình luận của rất là nhiều quý vị khán giả, thưa mọi người. Thì xinh hát hay nữa chị ơi, cuối tuần vui vẻ. Đúng là con của mẹ Phi Nhung mà, có YouTube chưa chị yêu. Đó thì mọi người vẫn có rất là nhiều người vẫn còn chưa biết trang YouTube của Tuyết Nhung nha mọi người. Trang YouTube của Tuyết Nhung là Phạm Thiên Ngân Singer. Mọi người có thể là vào YouTube, mọi người đánh chữ Phạm Tuyết Nhung Singer, xin lỗi quý vị, Phạm Tuyết Nhung Singer thì là sẽ ra cái trang Facebook của em ấy. Tuyệt vời Tuyết Nhung ạ, lời hát của ba Mạnh Quỳnh và giọng ca của con gái rất là tuyệt vời. Đó, ba Quỳnh là một số là số 1. Hóng xem các bài của đàn gà con thể hiện nha con gái, chúc show diễn thành công và rực rỡ. Đó thưa quý vị, từ lúc mà em Thiên Ngân đăng tải bài này thì được rất là nhiều bình luận, 90 lượt chia sẻ, 554 bình luận và 2.936 lượt tim và lượt like. Đó quý vị cũng thấy là rất là nhiều quý vị quan tâm đúng không ạ? Và kính thưa mọi người, thì ngay sau khi em Thiên Ngân em ấy đăng tải cái bài viết Tèn Tèn bất ngờ chưa ạ, đêm lễ tình nhân cả nhà hãy dắt người yêu đi coi ca nhạc đi ạ, hứa hẹn sẽ có nhiều tiết mục mới lạ và hay gửi đến khán giả thân thương, lần đầu được kết hợp với chị Diệu Kiên sẽ như thế nào đây ạ, liên hệ đặt vé. Thì em ấy có để cái số điện thoại ở trên đó thưa quý vị, hoặc đặt trực tiếp phòng trà Đồng Dao. Thì ngay sau khi em Thiên Ngân đăng tải cái bài viết này thì
Tuyết Nhung cũng đã vào bình luận thưa quý vị khán giả. Em Tuyết Nhung cũng đã vào bình luận cái bài viết của em Thiêng Ngân như sau. Thì ngay sau đây thì Vượng Hạnh sẽ cập nhật cái bài viết này của Tuyết Nhung. Em xin chào tất cả các anh chị, cảm ơn đã mua vé xem trực tuyến đêm nhạc ca sĩ Trường Sang và Tuyết Nhung ạ. Đêm tình nhân ngày 14 tháng 2 năm 2023, giá vé là 300.000 đồng một vé. Để xem trực tuyến, anh chị làm theo các bước như sau. Bước 1, chuyển khoản vào số tài khoản Sacombank 801802 Lê Văn Quốc, nội dung số điện thoại đặt vé. Bước 2 là chụp lại màn hình chuyển khoản để xác nhận vé. Bước 3 là admin sẽ gửi mã code tham gia nhóm livestream trên Facebook, link tham gia. Bước 4, sau khi nhấn vào link tham gia nhóm, vui lòng nhập mã code được cung cấp rồi nhấn tham gia. Lưu ý, mỗi vé được cung cấp một mã code để vào xem livestream. Mỗi code chỉ vào được một tài khoản trên Facebook. Đó là em Thiêng Ngân đã bình luận vào, xin lỗi quý vị, là đó là em Tuyết Nhung đã bình luận vào cái bài của em Thiêng Ngân. Thì ngay sau khi mà Thiêng Ngân đăng tải cái bài này thì thật sự là cũng nhận lại được rất là nhiều những cái bình luận. Cả nhà ơi, Thiêng Ngân có bình luận rằng là cả nhà ơi, ai ở xa có vé online cho cả nhà có thể xem được luôn nhé, hóng xem thì không xem thì tiếc lắm. Đó thì có một chị cũng vào bình luận là bà rất thích xem các con hát lắm mà rất tiếc bà ở xa lắm, cuối đất Nghệ An cơ. Đó thì Phạm Thiên Ngân có trả lời bác ngay là dạ bà ơi, có vé online ở nhà vẫn xem được bà ạ. Có một người nữa là chị mua vé online rồi nè, giờ chỉ chờ tới ngày 14 tháng 2 xem mấy bé trình diễn nè, chúc cho đàn gà con show diễn thành công rực rỡ con nhé. Đó, rất là nhiều. Phạm Thiên Ngân cũng trả lời khán giả rất là nhiệt tình, khán giả cũng đang hóng vé online cho cặp màu vàng nữa nè. Đó, thưa quý vị, rất là nhiều người đã vào bình luận rất là tình cảm và rất là quan tâm đến đàn gà con. Ủa sao chị chưa có mã code mà hôm qua tới giờ Trường Sang nhắn phòng trà cho chị mà cũng chưa có nữa, mà chị chuyển khoản tối hôm kia rồi chị nhận được đường link mà không có, mà sao tham gia được đây. Đó, bạn ấy viết không dấu, thưa quý vị, cũng rất là khó đọc. Thì được cái là Phạm Thiêng Ngân vào bình luận rất là nhiệt tình, thưa mọi người. Thiêng Ngân cũng có vào bình luận để trả lời tất cả các quý vị khán giả rất là nhiệt tình. Cho nên chúng ta cũng thấy được cái tình cảm của các em ấy, đúng không ạ? Ở xa quá chị coi không được. Phạm Thiêng Ngân trả lời là dạ có vé online ạ. Đó, thì rất là nhiều những cái bài bình luận mà những cái lượt bình luận rất là hay, rất là tình cảm, để cũng muốn vào xem đàn gà con biểu diễn mọi người ạ. Thì chúng ta cũng nên, mọi người cũng nên vào những cái trang Facebook của Thiêng Ngân và Tuyết Nhung để chúng ta có thể là đặt vé online, không xem trực tuyến, chúng ta không xem trực tiếp được, chúng ta xem trực tuyến qua điện thoại được mọi người ạ. Để chúng ta vào sẽ ủng hộ cho tất cả các em ấy. Thì ngay sau khi mà anh Mạnh Quỳnh gửi những cái bài hát này để cho các con của mình tập luyện, thì quản lý Diễm Phạm cũng đã gửi đưa cho các con để các con tập luyện mấy ngày hôm nay, thưa quý vị. Cái sự tập luyện rất là vất vả giữa Trường Sang cũng như là Tuyết Nhung và Juno và Thiêng Ngân, các em ấy cũng đang hết sức mình để tập luyện trong mấy ngày hôm nay, thật sự là cũng rất là vất vả, cũng là để muốn cống hiến cho toàn thể quý ông bà, có anh chị trong và ngoài nước, để cho mọi người có thể được nghe những cái ca khúc thật là hay trong cái dịp tới đây. Thì vừa qua em Tuyết Nhung cũng vừa mới đăng tải những cái dòng trạng thái lên và đăng tải cho mọi người biết về những cái thông tin, và cũng được nghe qua một chút cái ca khúc mà em ấy đã hát để gửi tặng tới mọi người tới đây. Thì em cũng xin đọc lại đoạn này để cho mọi người được biết ạ. Gửi cả nhà một đoạn ngắn của Đứa Con Tinh Thần của bé Nhung, ca khúc Ba Mạnh Quỳnh đã viết riêng tặng em, Trả Lại Tình Anh, sẽ được phát hành vào ngày 14 tháng 2 lúc 8 giờ trên kênh YouTube Phạm Tuyết Nhung Singer. Em sẽ gắn link ở phía dưới rồi ạ. Đặc biệt album 3 ca khúc gồm 3 sáng tác của Ba Mạnh Quỳnh sẽ được công chiếu 3 ngày, đó là 14, 15 và 16 tháng 2. Mong cả nhà sẽ đón nhận 3 ca khúc này ạ. Đó là cái mà em, bài này em Tuyết Nhung cũng đã đăng tải lên để mời tất cả mọi người. Chúng ta có thời gian thì chúng ta sẽ đến ngày 14
Tới đây thì chúng ta sẽ cùng nhau vào để chúng ta lắng nghe cũng như là đánh giá về những cái ca khúc này của anh Mạnh Quỳnh sáng tác, thưa quý vị. Và em cũng xin được cảm ơn các quý vị và các bạn rất là nhiều trong thời gian vừa qua đã xem và ủng hộ cho Vượng Hạnh TV. Em cũng xin chúc cho các quý vị có thật nhiều sức khỏe, bình an trong cuộc sống. Và quý vị xem xin hãy ấn đăng ký kênh, like, chia sẻ và đừng quên nhấn chuông để ủng hộ cho Vượng Hạnh TV để tiếp tục em cập nhật những cái thông tin mới nhất liên quan tới đàn gà con để gửi đến quý ông bà, cô bác, chị trong và ngoài nước. Em xin được chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều ạ.